Hello, xin chào cả bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Yeah yeah. Lâu lắm rồi mình không có ăn mì cay, gọi là sốt trứng muối mấy bạn. Hôm nay mình mua lại mình ăn, mình cũng hơi thèm. Hôm nay mình sẽ ăn và kể một câu chuyện này cho các bạn nghe, mà mình chắc chắn rằng từ đó tới giờ các bạn sẽ chưa có nghe mình thổ lộ đâu. Đó chính là một cái câu chuyện mà nói chung là nó cũng khá là nhạy cảm và tế nhị. Không biết tại sao lại lúc đó bọn mình lại làm như vậy. Nghĩ lại thì thấy có phần hơi dại khờ chút xíu. Nhưng mà con nít mà nghĩ sao làm vậy thôi. Chứ lại lúc đó cũng rối quá, không biết làm gì hết trơn á. Giờ á, đang ngồi ở trên cây cầu ở ngoài mé sông luôn mấy bạn ơi. Thôi để mình ăn cái rồi mình nói nha mấy bạn. Hôm nay chúng ta sang mì trứng muối. Wow, mì trứng muối nhưng mà nó cũng cay chứ không phải là không cay. Thì ăn kèm thì mình có thêm là rau, cải, nấm chim châm. Mời bạn cùng ăn chúng mình nha. Ngon quá. Trời, đổ vô mì luôn. Quá đã. Chung là mấy bạn biết sao không? Nhờ cái câu chuyện hổm gà đang hot trên mạng xã hội mà mình nhớ lại cái câu chuyện ngày xưa bồng bột của mình, mấy bạn hiểu không? Mình hay ăn cái gói mì trứng muối màu vàng. Để có gì mình kiếm cái hình mình để bên này cho mấy bạn coi. Mình mua là mình không nhớ là 10.000 hay 12.000 bịch á. Nó ngon cực kỳ luôn nha. Cái cọng mì không bao giờ nó bị gọi là bị nhão hay là bị quá mềm. Mình luộc cỡ nào nó cũng vậy trơn. Mà mình cảm thấy ăn nó giòn, nó dẻo, nó dai. Giống như là nó tươi, không có qua chiên vậy mấy bạn. Ngon quá. Thèm quá, cái này làm cũng đơn giản. Luộc lên rồi trộn cái sốt trứng muối vô ăn thôi. Hồi nãy mình rình con gà, đặng nó đẻ xong rồi đặng nó đi ra, mà nó không chịu đi ra. Đặng mình lấy trứng gà mình chiên mình ăn, mà nó không chịu đi ra, cho nên thôi mình ăn xúc xích luôn nha mấy bạn. Hai gói mì mình trụng lên nó có chút xíu. Nấm mình luộc nó giòn sần sật quá. Mình ngồi đây mình ăn mà ông chú cũng làm giường, bản em không biết mình đang làm gì nữa mà. Thầy đi học tao nói nhiều chuyện xảy ra lắm mấy bạn ơi. Mà hên cơ mình đi học lâu lâu mình bị xui là mình bị người ta quýnh dạ lây thôi. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng lắm. Tại vì đi học cũng hiền, có tập hơi nhiều chuyện thôi chứ không có bị gì chứ. Chứ mấy bạn nghĩ coi, nhiều khi đi học lo học thôi chứ đâu đi quýnh lộn không sao. Nhiều khi mình lo học quá người ta không ghét. Bữa lỡ không chỉ bài nhỏ đó, chút ra ngoài đường chặn đường quýnh luôn á mấy bạn. Mà đi học rồi ai đâu mà chỉ hoài, chỉ một lần rồi có một lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư nữa. Làm bài mình chưa xong mà lo chỉ nữa. Rồi lỡ như mình không điểm rồi sao, ai đền cho mình. Thì đó mình cũng xém bị đánh vụ đó đó. Làm bài không có chỉ. Rồi bữa đó là thi luôn. Là có giám thị nhiều, có thêm công an xã qua nữa mấy bạn. Rồi bữa đó xém bị quýnh rồi. Là do là lúc đó mình thi toán,
mà mình làm hầu như là mình làm sớm hết luôn, còn dư thời gian nhiều lắm. Mà hồi xưa mấy cái bàn học nó sát sát bên nhau không, nó đâu có giống như bây giờ ngồi riêng mỗi cái bàn đâu mấy bạn. Đó nó kêu mình chỉ bài, nó chỉ bài nó đi về nó dắt đi ăn này kia, còn mới lại nó dắt mình đi chơi trà sữa ngoài Mỹ Tho á, cái mình nói là thôi mời con thi nữa, còn mình không có trả lời nữa, là mình, nó biết mình từ chối rồi, nó khều mình hoài luôn. Lúc đó mình quạo quá, đứng dậy mình nộp bài luôn mấy bạn. Phải đúng giờ người ta mới cho mình ra, hiểu không? Mình vẫn nộp bài sớm nhưng mà mình không có được đi ra phòng thi, mình vẫn là kiểu như là vẫn phải ngồi đó đó. Lúc đó là kiểu như là đợi hết giờ mới ra, cái nó cứ kêu mình chỉ hoài à, mình đâu còn giấy nháp gì đâu. Mình nộp bài là người ta tịch thu hết rồi. Xong cái mình ngồi mình gục đầu xuống bàn, không có nói chuyện, kêu ghéo gì mình cũng không quan tâm mấy bạn. Bữa đó là nó thi nó làm không được hay gì á, về nó chạy ra về trước mình cũng đâu biết, nói chung là nó không có nói năng gì đó. Nó rủ thêm mấy con nhỏ nữa. Bữa đó là mình nhớ là thi văn toán, toán văn gì á, là qua bữa sau là còn thi anh văn nữa. Xong rồi cái nó bắt đầu ha, nó không có nói nhiều bạn. 4-5 đứa đó chạy theo mình, mà lúc đó mình về cái đường Bình Làng thì nó mới chạy theo, mà là mấy con nhỏ khi chạy trước nó không có đi theo mình nha mấy bạn, nó chỉ chạy ngoài sau lưng thôi, còn mấy con nhỏ đó là chạy ngang hàng với mình, bắt đầu tấp đầu xe mình vô, đạp mình té qua xuống cái ruộng lúa, là nó bị gọi là nó bị lún nguyên một mớ lúa của người ta luôn á, là áo dài của mình là sình không luôn. Lúc đó là mình sợ quá rồi, mình không biết làm sao hết trơn. Mà lúc đó là cũng có nhiều người đi học về lắm nhưng mà không có ai quan tâm vô đỡ mình hết trơn. Nói chung là mình té xuống đó, rồi bắt đầu mình đứng dậy liền, mình xách xe liền, mình nói chung là mình tính là đinh chiếc xe lên lề là bắt đầu mà mình đạp mình chạy, thì cái con nhỏ kia nó nắm cái đuôi áo dài sau mình lại là một cái tẹt luôn mấy bạn, là nó gách cái áo dài lên tới nách luôn á. Là mình nhớ đó là kỳ đó, là trong lịch sử của mình là đi học về mà mình te tu tơi tả nhất luôn, là qua bữa sau mình không còn tâm trạng để mà thi luôn á. Một đứa là tóc ngang dài rồi nè, nói chung là nó học lớp khác, nó không có học chung lớp mình. Nó nói là bữa nay là cảnh cáo thôi nha, mai mốt mà mày mà chảnh kiểu đó không chỉ bài người khác nữa thì mày đừng có trách. Hai con nhỏ kia cũng dựng xe đạp xuống, bắt đầu cái vô tính là gọi là sắp lắc cà tán cho mình vào tay rồi, ra vẻ lắm bạn. Lúc đó mình cũng cương lắm, mặt mình cũng nghênh nghênh vậy nè, mình nói đi học chi mà không học bài, rồi vô kêu người ta chỉ, có giỏi thì học bài đi, rồi muốn làm bài gì làm, mất công thì nhờ giả người khác rồi quýnh người ta không phải nhục hả. Lúc đó cái miệng của mình cũng xếp sắc không có vừa vậy, cái con nhỏ kia tán cho mình cái bạn. Lúc đó mình đau, mình tức, mình giống như là nếu như mà tao mà tung ra một cái thì tao thề tao đấm vô mặt tụi bay. Lúc đó là kiểu như cái máu nóng trong người mình có sẵn rồi, máu vô cô mấy bạn, mình tức quá. Lúc đó là một con á thì đứng bên này nắm đầu, còn một con thì tán, còn hai con thì đứng gọi là canh đó. Bắt đầu hen, mình kiểu như là bất chấp rồi. Lúc đó tóc tai đồ cũng cột gọn gàng chứ không gọi là u xù giống như là mấy con nhỏ thả tóc đó. Bắt đầu mình nắm đầu nhỏ tóc ngắn, nó mới tán mình mà bạn, nắm đầu nhỏ tóc ngắn. Bắt đầu mình không có quan tâm là con nhỏ nào nắm đầu mình, hay mình không có quan tâm là con nhỏ nào nó đang đánh đấm mình chứ, mình chỉ quýnh đúng con nhỏ tóc ngắn thôi. Lúc đó là mình sắp lá cà thật sự luôn bạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình mà mình bị ăn hiếp vậy, mà mình kiểu như là mình sao mình để cho nó quýnh được. Ví dụ như có người ta vô can á thì được, còn cái này không có ai vô can, ai cũng chạy ngang dầm dòm, với lại có mấy đứa con trai đứng bu bu coi chứ nó cũng không can. Bắt đầu mình chỉ quýnh đúng một con nhỏ tóc ngắn tán mình thôi. Lúc đó ha, bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu gọi là cơm gạo mẹ mình thổi cho mình tới lúc đó rồi á, mình đấm không biết sao mà cái gò má của nó bị sưng luôn á. Mình không biết nhớ lúc đó mình đấm sao mà gò má bị sưng luôn. Rồi lúc đó mình nhớ rồi nè, mình đấm vô cái mặt nó một cái mà cái nguyên cái khuỷu tay này của mình nó bầm luôn á, nó ốm mà gò má nó cao lắm. Rồi mấy đứa kia hơi quản rồi, cái đứa kia giật cái đầu mình lại, mình cũng đâu có quên là mình giật cái đầu con nhỏ đó, cái mình lên gói vô cái đầu nó luôn. Mình gọi là tức nước vô bờ rồi, không lẽ giờ tao không quýnh tụi bay quýnh tao, quýnh tụi bay, tao hiền để tụi bay hiếp hoài. Bắt đầu ha, bắt đầu cái mình lên gói cái đầu nó ăn cái, bắt đầu cái mình nắm cái tay của nó á, quay cái lưng lại vậy nè, mình giật cái tao dài nó xé lên vậy luôn. Bắt đầu mấy con nhỏ kia sợ quán loạn, nhỏ kia buông cái đầu mình ra. Lúc đó nó cũng nắm đầu mình đau thiệt, nhưng mà quan trọng
tao quýnh một đứa cho mấy đứa kia sợ. Xong cái mình không hiểu sao lúc đó mình làm vậy luôn. Nói chung là gọi là bị áp bức quá đi. Xong cái mấy đứa kia sợ quá cái buông mình ra. Buông mình ra cái con nhỏ kia thì té cắm đầu luôn. Té cắm đầu luôn. Xong rồi cái mấy con kia sợ quá lấy xe đạp chạy. Còn con nhỏ nắm đầu mình đó, đỡ con nhỏ kia rồi xách xe đạp chạy. Rồi mình nói thôi, vậy thôi mình nó đi rồi thôi mình lên mình đi về. Chứ không lẽ mình dí heo mình quýnh nó. Rồi xong rồi đi về tắm rửa. Rồi bắt đầu là cởi áo dài đó ra. Bắt đầu là giặt xong rồi phơi. Xong rồi bỏ vô mũ cất không mặc nữa. Gách ten ben rồi mặc cái gì nữa. Rồi qua là thì học bài và sau thi. Đi thi thì vẫn thi chung phòng với con nhỏ kia. Mình vẫn biết là nó kêu người quýnh mình luôn. Nhưng mà mình không có nói gì hết trơn. Mình cũng không có vô hỏi này hỏi kia. Xong rồi thi thì bữa đó mình thi anh văn rồi mình làm bài không được mấy câu á. Tại vì nói chung là tinh thần của mình nó bị sa sút quá bạn. Nhưng mà cũng được trên trung bình. Nhưng mà không có được điểm cao thôi. Thì kỳ đó mình được học sinh khá. Tại vì á mình bị có một môn không được trên 6.5 hay gì á. Bữa đó văn, anh văn với sinh hay gì á. Thì mình rất là hận vì cái vụ đó luôn. Có lẽ là mình sẽ được học sinh giỏi rồi. Nói tới mà mình vẫn còn tức. Nói chung là cái chuyện đó nó đã ảnh hưởng tới việc học của mình thì mình rất là ghét. Từ đó về sau hả, lúc nào mình cũng học bài rồi. Những người nào mà giúp đỡ mình giúp đỡ họ. Còn những người nào mà thí dụ như người ta không học mà người ta đòi sự giúp đỡ của mình á, hoặc là thí dụ như biết làm bài nhưng mà không biết là áp dụng công thức nào, hay là muốn làm bài kêu mình chỉ hay này kia thì mình có thể chỉ được. Còn cái này là không biết cái gì hết mà kêu mình chỉ, giống như là mất căn bản rồi thì làm sao mình chỉ được, đúng không? Ví dụ như mà làm toán mà đề cũng khác nhau, nhưng mà quan trọng là phải hỏi ở cái dạng đó thì mình áp dụng công thức nào được hay gì thì mình có thể nói chỉ được. Còn cái này làm sao mà đưa nguyên cái đề cho mình làm được, bạn mình đâu có chịu. Thì đi học thì lớp thì cũng phải có trao đổi qua trao đổi lại chứ, chứ làm gì mà đi học mà có vụ học giùm thi giùm được. Mình cũng không hiểu sao là lúc đó lại quýnh mình luôn. Mà lần đầu tiên trong cuộc đời của mình mà quýnh lại một đứa mà mình cảm thấy sung sướng như vậy luôn các bạn. Giống như là từ đó giờ mình là người rất là ngại va chạm chung với những bạn trong trường. Giống như là có đánh lộn ở đâu á thì có khi mình đi coi, còn có khi mình không có đi coi. Ai đi coi về kể cho mình nghe, chứ mình không có đi. Hoặc là có khi mình sẽ đi báo bảo vệ. Chứ mình cũng không có thích mà đi câu quýnh lộn này kia. Tới trường là để học chứ phải tới trường là quýnh lộn. Lỡ như cái đứa mà nó ham quýnh lộn quá, nó quýnh mấy cái đứa mà hiền hiền khờ khờ thì bạo lực học đường. Lỡ như nó về nhà nó không nói cha mẹ nghe. Tại vì nếu như mà nói cha mẹ thì ngày mai cha mẹ vô trường rồi trường xử cái đứa đó, rồi cái đứa đó nó lại quýnh mình nữa. Nói chung là đi học là nó cũng áp lực lắm mấy bạn. Hồi đó mình đi học á, không phải là mình hung dữ, nhưng mà có một cái con nhỏ nói chung là nó đều lắm, nó chảnh lắm. Nó không có thích mình mà mình cũng không thích nó, nhưng mà mình không có nói ra. Thì ngày xưa là mình thích đi học, mình chạy xe thì mình chạy sau lưng nó thôi, chứ mình không bao giờ qua mặt nó hết á. Cái nó mới nói là mình chạy sau lưng nó để quýnh nó. Cái về nó mới nói với mẹ nó. Cái mẹ nó mới vô trường mắng vốn với cô chủ nhiệm của mình. Cô chủ nhiệm mình mới mời mẹ mình lên. Mời mẹ mình lên nói chuyện với mẹ nó là con chị đi học về chạy theo con tôi thì đặng quýnh con tôi hay gì á, chạy theo con tôi hoài vậy á, chứ không có chạy qua mặt. Hết biết luôn. Thì đường thì mình muốn chạy sao mình chạy, chứ mình chưa có quýnh nó mà nó về nó mét mẹ nó. Cái mẹ mình nói là đi học thì đi học, đừng có bài quýnh lộn quýnh lạo giùm cái, người ta máng vốn á, mắc cỡ dữ lắm, mốt chắc không đi học phụ huynh. Cái mình nói là tại vì mình thấy nó chạy xe thì mình chạy sau lưng thôi, chứ mình có làm gì nó đâu, mình chưa có làm gì nó hết trơn mà. Cái mẹ nó nói chuyện với mẹ mình thì mới biết là hai người ở quen nhau. Rồi mẹ nó mới kêu mẹ mình là về la mình đi, đi học đừng có quýnh con nhỏ này.
Tại vì cái tật của nó như vậy á, chứ nó nhát dữ lắm. Rồi mẹ mình về mới nói mình vậy á. Trời ơi, mình biết nó tật nhát gan mà hơi chảnh chảnh rồi. Mình vô lớp á, lâu lâu mình ghẹo mấy đứa con gái kia bu lại ngay chỗ mình đang ngồi ăn bánh tráng nói chuyện gì á, nó ngồi sát bên mình luôn mà nó run. Nó về nó bắt đầu nó nói với mẹ nó là mình vô trong lớp áp đảo tinh thần nó, mà mình chỉ rủ mấy con nhỏ kia lại ngồi ăn bánh tráng cái bàn của mình thôi, thì nó bu đông một cục vì nó sợ là tụi mình vô quýnh hội đồng nó. Kêu mẹ nó đưa nó đi học luôn, rồi kêu mẹ nó nói với cô là nếu như mà mình mà quýnh nó một cái là đuổi học mình liền vậy á. Mà mình nói rồi, mình đi học là mình đi học chứ đâu phải mình đi học mình để quýnh lộn đâu. Tại cái tật nó như vậy thì mình cặc khẹ nó thôi, tại vì mình chưa có đụng gì nó hết trơn mà nó dám kêu mẹ nó mời mẹ mình vô rồi. Bởi vậy kỳ đó là có một lần là mẹ mình á tưởng đâu là mình quýnh nó thiệt mấy bạn. Mẹ nó với cha nó chạy lên tới nhà mình luôn. Lúc đó là kiểu như là bữa đó là nguyên đám tụi mình á là đi vô trong ngay chỗ mà gần nhà nó là uống nước mía với lại ăn kem. Thì ở trong đó có cái quán kem ngon lắm, mà kem ký á, rồi người ta múc ra cho mình vô trong cái chén á, rồi đậu phộng với lại sữa vô á mấy bạn. Thì trong đó có bán kem với bánh tráng trộn ngon lắm. Thì bữa đó là nó vẫn chạy trước đó, nguyên đám tụi mình chạy sao. Thì nó chạy về nhà nó, thì tụi mình ghé tụi mình ăn kem, tụi mình đâu chạy theo làm gì đó đâu. Nó về nó nói cha với mẹ nó lên nhà mình, mà lúc đó mình còn đang ăn kem, mình chưa có về nhà. Cái cha mẹ nó lên nhà mình mắng vốn là mình dẫn người đi quýnh nó, dí nó về tới nhà luôn. Giờ nó không có dám đi học, giờ nó khóc, nó sợ, nó không có dám đi học. Giờ áp lực quá, nó không có học hành gì được hết trơn á. Mẹ nó phải bắt mẹ mình viết một cái cam kết là từ đây về sau là không được đi theo nó. Mình không được đi theo nó, mình không được gọi là áp lực nó, mình không được đàn áp nó, mình không được gọi là lợi gần nó. Rồi kêu mẹ mình là nếu như mà mình quýnh nó thì sẽ thua mẹ mình, rồi cho mình đình chỉ nghỉ học tùm lum hết trơn á. Nói chung là nhà của nó kiểu như là cha mẹ của nó cũng kiểu dạng bao che con cái, thương con cái mà không có biết điều tra rõ ràng. Nhỏ này nói sao nghe vậy à? Thì lúc đó mẹ mình mới nói là nếu như mà con tôi có làm cái gì á thì tôi xin lỗi, còn nếu như mà nó không có làm cái gì á thì anh chị bắt buộc phải xin lỗi tôi và xin lỗi con tôi. Tại vì á nó chỉ đến trường nó đi học thôi, tôi chưa bao giờ mà nghe nó là đi học đi quýnh lộn hay là băng đảng này kia để mà hăm dọa đồ mấy bạn, đồ quýnh mấy bạn, đồ dí mấy bạn, đồ về nhà chưa bao giờ. Mà tôi cũng không thấy nó chơi với ai hết trơn á, tại mình đi học mình đâu có dắt bạn về nhà đâu. Thì lúc đó nó cũng, bà cũng nói là bà cũng cam kết giống như vậy đó. Nói chung là hai bên cam kết với nhau là mình sẽ không như vậy. Còn con nhỏ kia thì nó cũng là không có nói những cái điều như vậy. Có thì nói, còn không có thì thôi. Nếu như mà cái chuyện mà nó nói mà không có thì bắt buộc nhà nó phải lên xin lỗi nhà mình. Mình cũng đâu có biết là mình có hay không. Mẹ mình mới về nhà chuốt cây roi mót dài vậy nè, kêu mình lên trên gián cuối đi. Mình không biết gì hết trơn, mới đi ăn kem với ăn bánh tráng về vui muốn chết luôn, không biết vụ gì hết. Bắt đầu để cái cặp lên bàn, trời mưa găm luôn các bạn, ngồi mưa kể luôn là tức. Mẹ mình nói là mày với con nhỏ đó là phải là vô trong lớp có mâu thuẫn, mày dí quýnh nó đúng không, mày vô lớp mày đàn áp tinh thần nó đúng không, mày kêu mấy đứa kia là không quýnh nó phải không, nãy làm ba má nó lên nhà ở đây là mắng vốn tao rồi đó. Mình không biết vụ gì hết trơn. Mình nói là nãy có chạy theo nó mà nó đi về nhà, còn tụi con ghé cái quán kem gần nhà nó ăn thì ăn kem rồi về đây, rồi nghe mẹ nói vậy chứ có làm gì nó đâu. Mẹ nói tụi bay chạy theo nó làm gì, thì để nó đi về trước đi, hoặc tụi bay chạy qua mặt nó đi. Sao tụi bay không vậy, tụi bay để nó về nó nói rồi mẹ cha nó lên đây mắng vốn tụi mệt quá vậy. Đi học không lo đi học, tối ngày làm chuyện gì tào lao không vậy, mấy vốn mắc cỡ phải gì học giỏi cô giáo mời vô, cô giáo khen hãnh diện, còn cái này cô giáo mời mấy vốn không vậy, mà mình có làm gì đâu. Mình mới cay, rồi mẹ mình quýnh 5 cây cảnh cáo luôn, tự nhiên bị quýnh quang 5 cây cảnh cáo luôn các bạn. Xong rồi cái lúc đó là mấy đứa kia mới nghe mình bị quýnh, mới nó vô nói là không có, tụi con nói chung là không có làm gì nó hết trơn á, mà sao tự nhiên nó về nó nói như vậy.
bắt đầu mới vô nói với cô giáo vậy đó. Cái cô giáo mới nói là cái này mấy đứa con nít nó mâu thuẫn vậy thôi chứ không có gì đâu chị ơi, thôi cho hai cháu nó viết kiểm điểm đi, kiểm điểm rồi làm quà đi, nếu như mà lần sau mà còn xảy ra trường hợp vậy nữa thì gọi là lên xử rồi hạ hành kiểm hai đứa, vô lý hạ hành kiểm hai đứa luôn, mình có làm đâu hạ hành kiểm mình. Trời ơi, cái thì bắt buộc phải vậy thôi, bạn cô nói phải nghe thì mình cũng vậy. Mấy bữa sau á, nhiều khi mình thấy nó chạy cái đường đó mình cũng muốn đi về đường đó lắm luôn á, nhưng mà thôi thấy nó rồi mình né, mình đi về đường khác mà bạn, thấy nó mình sợ còn hơn gì nữa. Nó là nhát gan nhưng mà được cái bịa chuyện mấy bạn, nhưng mà tại vì mình không muốn kiếm chuyện thôi. Thôi mưa rồi mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Nếu như các bạn nào mà muốn mình kể nhiều câu chuyện đi học, cũng như là nhiều cái câu chuyện mà bạo lực học đường, hay là quýnh lộn trong lớp, hay là những lý do này vô lý để mà quýnh lộn, hay là những cái trường hợp mà mình đã từng bị quýnh, hay là đã từng bị như thế nào, thì các bạn để lại bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.